quy định mới năm 2021. Các mức xử phạt lỗi đi sai làn đường tài xế nên biết. Tại khoản 322 điều 3 quy chuẩn 41/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, quy định làn đường là một phần của phần đường xe chạy, được chia theo chiều dọc của đường, có đủ bề rộng cho xe chạy an toàn. Phần đường xe chạy chính là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại. Một phần đường xe chạy có thể có một hoặc nhiều làn đường. Theo đó, đi sai làn đường là điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường dành cho phương tiện đó. Trên đoạn đường được chia thành nhiều làn và phân biệt bằng vạch kẻ đường. Mỗi làn chỉ dành cho một hoặc một số loại phương tiện nhất định. Hiện nay, phổ biến nhất là lỗi đi sai làn đường tại nơi có biển báo làn đường dành riêng cho từng loại xe, biển R412 và biển gộp làn đường theo phương tiện, biển R415. Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu, có thể dùng độc lập hoặc kết hợp với các loại biển báo, đèn tín hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng lưu thông xe. Có nhiều cách phân loại vạch kẻ đường như dựa vào vị trí sử dụng, vạch trên mặt bằng và vạch đứng, dựa vào hình dáng, kiểu, vạch kẻ liền và vạch kẻ đứt khúc. Lỗi đi sai vạch kẻ đường hay chính xác là lỗi không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu. Vạch kẻ đường. Lỗi này thường ở những nơi đường giao nhau có đặt biển báo hiệu, hướng đi trên mỗi làn đường phải theo, kết hợp với vạch mũi tên chỉ hướng đi trên mặt đường. Ví dụ, theo biển báo và vạch kẻ đường, xe rẽ phải tại làn đi thẳng chính là lỗi không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Ngoài ra, các tài xế cũng cần lưu ý, nếu vạch kẻ phân cách các làn theo hướng đi là vạch liền, các phương tiện phải chuyển làn để di chuyển theo hướng định đi trước khi vào khu vực đó và không được đè vạch. Nếu vạch kẻ là vạch nét đứt, các phương tiện được chuyển sang các làn theo hướng di chuyển khác nhưng phải chuyển xong trước khi tới vạch dừng xe. Thứ tự ưu tiên chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ là đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Mức xử phạt đi sai làn đường đối với ô tô theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng. Tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng. Lỗi không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường được quy định trong Nghị định 100 với tên gọi đầy đủ là không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Mức phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường đối với ô tô được quy định như sau. Phạt tiền từ 200.000 đến 400.000 đồng. Nếu gây tai nạn giao thông thì còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.